Gà em bị sưng củ bàn một tuần rồi có chữa được không pháp sư? Thì việc đầu tiên để biết được rằng có chữa được bệnh sưng củ bàn sau một tuần đi vần về hay không, thì việc đầu tiên các bạn phải sờ vào cái chân của con gà xem là cái đoạn sưng đấy nó còn nóng hay không, nó còn đau hay không, thì chúng ta sẽ dựa vào đó để chúng ta điều trị. Nhưng mà sau khi con gà đi vần một tuần về nó sưng củ bàn thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được. Chúng ta sẽ sử dụng phác đồ như sau này. Các bạn cần phải sở hữu cho mình chai Sepquin cộng với là dịch chiết Anagin. Ngày số 1 chúng ta sẽ lấy 1ml Sepquin cộng với 0,5ml dịch chiết Anagin. Chúng ta lắc đều lên. Sau đó chúng ta tiêm 0,5ml hỗn hợp này vào củ bàn của con gà. Còn 1ml hỗn hợp này chúng ta tiêm vào cơ lườn của con gà. Ngày số 2 chúng ta nghỉ, ngày số 3 chúng ta sẽ tiêm nhắc lại giống ngày số 1. Ngày số 4 chúng ta nghỉ và ngày số 5 chúng ta sẽ tiêm nhắc lại giống như ngày số 1. Và các bạn nhớ tôi gửi kèm cho các bạn một cái viên Acosia. Các bạn đem cái dao các bạn băm ra thành 3 phần. Ở mỗi một ngày chúng ta tiêm chúng ta sẽ cho nó uống một phần. Và chúng ta làm cái phác đồ này trong vòng khoảng 1 tuần thì con gà sưng củ bàn nó sẽ đi lại trở lại bình thường. Nhưng tuy nhiên bạn không nên cho đi vần ngay mà bạn phải để khoảng tầm 1 tháng sau các bạn mới cho đi vần để đảm bảo rằng cái cơ, cái gân của con gà nó phục hồi một cách hoàn toàn. Và cảm ơn bạn đã xem video clip này. Hãy lưu video clip này ngay bởi vì có thể nó không xuất hiện nữa.